chú bán số hả? Bị ông bị này hả? Bây giờ em mua ông bán không được. Chú ơi, thích thì bán hả? Chú ngộ vậy? Dạ. Bán số chú. Bây giờ con mua nè. Con thấy ông lạ quá hả? Con mua ủng hộ không dạ tờ? Nhà không gần đâu mà. Cá lóc hả? Đi khoảng mấy cây à? Ông lượm bộ đi hả? Dạ. Chú ngộ quá, chú bị bệnh đó hả chị? Dạ hôm nay trên đường đi mà gặp chú rất là lạ. Ông chú mang cái số mà mang theo cây dù á, mà lôi đem hai cái vỏ nữa mà tính vô mua mà chú mấy anh chị nói là chú không có bán. Chú bán ngon không? Không bán hả? Sao vậy? Ở đây con mua ủng hộ được không? Mua số không bán. Chú ơi. Thăm chú như ơi trời ơi. Rồi chú như là không được tỉnh rồi. Chú đi. Bên đường này, bên đây. Bên đây đây. Chú như bị vấn đề về thần kinh rồi. Qua lộ đi. Chạy song song chú. Đó, chú cầm cây ghê quá. Tính lại mua ủng hộ chú mà có vẻ như không được rồi. Mấy anh nãy nói là nhà chú đó cách đây mấy cây số lần. Ngày nào cũng đi bán gì. Ôi bây giờ chú bị gì à? Chắc con không có dám tiếp cận chú à. Hồi nãy tính lại hỏi thăm chú rồi. Dạ, thôi bây giờ để cho chú đi bán đi. Tại trên đường mình đi cuộc chuyện á. Thấy chú hôm nay hai tội nghiệp quá. Thì nếu như mà mình lạ mình tiếp cận chú á, nhiều khi chú phản ứng không tốt á. Nhiều khi xe cộ cũng nguy hiểm nữa.